thì thấy gì? Đây là vào đảo gì đây? Đây là vào đảo cả đoàn bắt đầu cập bến đảo. Đây là đảo, đây gọi là đảo đảo Thơm. À bóng tay đi phải không? Đấy thôi. Đây là đảo gì? Đây đảo, đây là đảo gì đây? Ôi nước trong nhá. Nó không có sóng gì nên nó trong. Úi giời, lội à? Mẹ mình đi giày chết mẹ. Sách giày. Sách giày. Để cõng vào cho. Sách giày. Ok, trang nhất rồi. Chúng lại sọc ra đi giày nhá. Đấy, móng tay. Móng tay. Móng tay, móng chân còn lại đúng như hòn móng chân như vậy. Đây là hòn móng tay nha các bạn. Được. Chồng cái này là móng tay. Móng tay xong rồi thì giờ đi đâu nữa? Ui giời. Thế có đến hòn móng chân không nè? Móng chân thì đợi con mua đi rồi con đặt. Ôi trời. Đây là đến. Đến đây là đến hòn nè. Có thuê ghế đây. À, ngồi ghế đây là 50.000 một người nha các bạn nha. Mình nhờ ghế để mình view cho các bạn xem. Đây là hòn móng tay nha. Ở đây tắm được khoảng 30 phút. Đoàn chúng mình sẽ đến cái hòn móng chân. Đoàn hòn móng chân thì cách đây được khoảng 1 cây số.